Chỉ với ba từ thu hút sự giàu có, sung túc và đủ đầy. Yến không biết tình trạng hiện nay của anh chị như thế nào, vấn đề của anh chị đang gặp hiện nay là gì, lớn hay nhỏ, và vấn đề của anh chị thế nào đi chăng nữa, thì lòng biết ơn chắc chắn sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh chị. Đây là điều Yến khẳng định 100%. Nhưng chỉ với những ai thật sự cam kết và trọn vẹn đi hết cái hành trình này đến cùng thì anh chị mới có thể nhìn thấy được cái kết quả tuyệt vời. Thì anh chị mới có thể nhìn thấy cái phép màu xảy ra trong cuộc sống của mình. Bởi vì điều kỳ diệu nó không phải đến từ ngày 1, ngày 2, mà nó cần có một quá trình thay đổi cái nhận thức của mình, cái thế giới bên trong của mình. Thay vì chúng ta luôn cảm nhận sự thiếu thốn, không đủ đầy, nó phát ra từ bên trong chúng ta, từ đó nó sẽ thu hút về những cái điều tương đồng đến với cuộc sống của anh chị. Từ bây giờ, chúng ta sẽ học cách thay đổi lại thế giới nội tâm và thay đổi lại sự nhận thức của mình. Và làm thế nào để thế giới nội tâm của anh chị phong phú, được giàu có, được sung túc, được đủ đầy, được hạnh phúc, thì ngay lập tức thế giới bên ngoài của anh chị sẽ thay đổi tương ứng với cái tần số mới. Và điều này không hề nói suông, tất cả những anh chị tham gia vào nhóm học tập của Yến, tất cả đều có những kết quả vô cùng vi diệu, từ những người chưa dư giả về tài chính, chưa hạnh phúc, họ chưa có sức khỏe hoàn hảo, vân vân. Và đến hôm nay, họ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ, vô cùng vi diệu. Họ đã thay đổi góc nhìn, thay đổi thái độ và họ thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ. Và bạn cũng mong muốn thay đổi cho năm 2023 này để có một năm vô cùng thành công và giàu có, thì hãy ấn vào đường link bên dưới avatar trong trang cá nhân của Yến để tham gia vào nhóm học tập cùng nhau thực hành 28 ngày lòng biết ơn. Hãy tin vào phép màu trong cuộc sống bạn nhé. Cuộc sống luôn có hướng đi cho tất cả mọi người. Trong vũ trụ này luôn dư giả, luôn đủ đầy, sung túc và thịnh vượng. Bạn hãy thay đổi lại cái thế giới quan của mình. Chỉ cần bạn biết ơn mọi thứ trong cuộc sống của mình thì mọi thứ sẽ thay đổi. Hẹn gặp bạn trong nhóm học tập nha.